Hello, xin chào mọi người đã trở lại với livestream của mình. Hôm nay các bạn đang vô đúng livestream rồi đó. Hôm nay là anh Reboot livestream nè bạn ơi. Ê Mèo, con cảm ơn mấy bạn mới share livestream đi. Cảm ơn tất cả mọi người đã share livestream giúp Mèo. Cảm ơn tất cả mọi người đã share livestream giúp Mèo cho mình nha. Ủa, có share livestream giúp ông đâu? Ủa vậy hả? Tôi quay sẻ. Share của Mèo mà. Share của tôi thôi. Ba năm nè. Phạm Tường. Mọi người share livestream giúp mình đi mấy bạn ơi. Nhã Phương. Mạnh tay mạnh chân vô. Lì xì Tết nha. Tao nghe sau lưng tôi nó sáng vậy ta. Nhã Phương này ấy mà. Có mấy cái ấy dưới. Không phải. Anh không. Mới người ta trộm kìa. Không phải trộm đâu em ơi. Anh nó dậy em ơi. Ê đừng có làm thế, chị đang việc bà nha. Hả quan trọng của chị là chị Benda ý em nói là mấy bạn đang nói em là ăn trộm trên nên online nè chị Benda. À đừng có ăn trộm nhà chị thì được. Trời ơi ăn trộm nhà chị đâu mà chị cứ sợ. Hoàng Lan Tường. Thứ dòng nhà nghèo mà sao đang ăn trộm nữa mèo. Võ Nguyễn Hoài An. Võ Nguyễn Hoài An. Dạ là mọi người được. Hoàng Lê. Cái gì ấy? Gì? Hả? Hoàng Lê. Ồ gì hả? Mèo thì nó bả đó. Thôi bả cười lên cái là tôi muốn tắt stream tôi đi ngủ. Mọi người qua bên Nono Live xem mình stream này mọi người ơi. Không có dấu hiệu dấu thì chị bên ta. Từ từ tôi qua tôi thọt cái mặt qua bên Mèo cái là ngon lắm nè mẹ. Lên vậy hả? Ừ. Hello mọi người. Nguyễn Ben Mai Phạm. Đã cảm ơn em đã xem livestream nha. I love you em. Anh đang hôm nay còn đeo kính để nhìn như chậm. Thì anh đang đeo kính nè. Em có thấy quả kính của em anh không em? Làm tôi có bạch thải đường đó mấy em ơi. Ha ha. Ê nhìn đúng chữ cực biển nào. Sao? Nhìn tôi nè. Đó nè. Qua đây qua đây qua đây qua đây cho mọi người coi đây qua đây. Hello. Xin chào các bạn. Không làm gì à? Làm cướp biển. Ghê quá à. Ủa sao mấy anh cái hàm này tối ghê nhỉ? Qua đây. Gì? Cho nay biết sạch đi. Nói thui rồi. Trời mấy bạn này cái gì mà nói mình trộm chó. Mình trộm chó là nào. Gì? Vậy tối quá tối. Rồi tắt nhiều. Ok. Để từ từ nãy giờ tôi đi vòng vòng trong nhà tôi chưa biết tôi đang làm cái gì nè. Rồi để tôi định hình lại cái vấn đề mà tôi đang làm cái đã. Sắp vào tới. Cái gì sắp vào tới? Thôi mà khỏi phải nói. Ra đi mai sắp vào tới rồi. Chị xuống nha. Nè mình đeo gì mình làm nghề đó bạn ơi. Thôi à. Làm mà đừng qua nhà vậy nha. Làm gì cũng đừng qua nhà tôi nha. Đó là bạn Google Earth nha. Không gì á. Chen tu kiểm việc viên. Gì mà đặng dữ vậy? Bạn nó nói cách nào để trở thành kiểm việc viên hả? You need to don't a lot. Trời ơi, ngầu mèo cute banda tấu hài. Không có đâu em ơi. Hello em. Ui, là chị lắc cái cam lắc cam lắc cam lắc cam lắc. Tắt Photoshop cái, nãy giờ đang Photoshop mặt chị banda. Ủa, có gì chị màu hồng vậy? Pink Diamond. Ủa mèo lụm được Pink Diamond hả? Đẹp quá à. Đẹp mèo. Trời ơi, bữa nay đúng là ba lung tung. Ui, sao lắc như vậy? Hôm nay đúng là ba lung tung. Hình như nó không bắt được cái mặt của tôi. Lắc quá. Video không? Rồi hết lắc cho mọi người kiểm tra giúp mình nha. Cái gì mà hết hồn? Bạn này don tôi hết hồn. Ông làm tôi cũng hết hồn. Có chuyện don thôi. Bạn này don cái gì vậy tôi không thấy. Cái gì cũng hết hồn. Anh không thấy em ạ. Chia sẻ bên nào anh ơi. Chia sẻ bên Nono Live của anh nè em. Tại tôi cởi cái đầu tôi ra cái. Chuẩn bị mất tiền lì xì nha. Con ở bên đó. Không? Mỗi lần tôi cởi là vậy cái tôi cảm giác mình như là người nhện vậy mấy bạn. À phát con ở bên đó. Ok. Cảm ơn bạn Ken nha. À, rồi. Xong, mình cởi cái mặt mình ra nè, giờ nó mới nhận diện được cái mặt của mình nè. Hết lắc rồi. Đeo cái mặt nó vô đúng lắc luôn nè. Đó cái chất cam không biết ông lại. Thôi ừ. Ơi. Chừng nào cưng mới bỏ cái hình đó. Cảm ơn mình đi bóp nha. Ok, you what money do you want hả? I want some guy from you.
Tôi nói chuyện với bạn này mà tôi đau não quá. Nè. Cảm ơn bạn nha. Đỗ Huy Hoàng. Rồi cảm ơn em nha, từ từ anh đang định hình anh đang làm cái gì, từ từ anh hết đồ ăn hả? Đây rồi, để anh ăn cho đã. Cha mờ quá anh ơi. Thì mình thăm. Từ từ em ơi, anh đang động não. Chờ anh xíu. Rồi, mọi thứ ổn định hết chưa? Ổn định rồi. Ê, cái tên này nó gì kỳ lắm. Cái cà của tôi nó lắc các bạn ơi. Kỳ thì chị đọc cái chữ cuối thôi. Còn mấy bạn đừng nhìn mặt mình nha. Khùng vậy đó. Chịu không? Hả? Tên khùng. Con khùng đó hả? À. Hả? Ai mà đặt tên khùng. Thấy không? Bạn con khùng á, bạn có thích cái tên đó lắm. Ôi giời. Đậu Khánh chơi. Tinh. Cảm ơn em. Quá trời ơi. Anh giúp mấy em. Xuống chị Bình ơi. Đi mà. Cảm ơn bà đi gói nha. Em nói tiếng Anh mà làm anh thấy hại não quá em ơi. Em hãy để cho anh stream cái rồi có gì anh với em nhắn tin nói chuyện sau chứ hồi nữa anh học anh phải đi học tiếng Anh lại em. Anh không biết với chị mà nhưng mà bây giờ chị đâu. Sinh tồn như thế anh sinh tồn NT lên YouTube năm trại à. Thì mèo có đăng bà em. Rồi. Mấy bạn từ tôi phải chỉnh cái tiếng đo nhỏ là chứ không một nãy giờ tôi giật mình mấy lần rồi. Sao anh cần bao nhiêu tiền để hành kiểm duyệt viên hả? Nói giỡn thôi em ơi, anh không cần tiền em ơi. Em ngồi em xem đi, chừng nào mà anh thấy em rảnh tay kìa anh mới để cho em làm kiểm duyệt chứ. Em ngồi em xem đi em ơi. Làm kiểm duyệt là cái gì? Khổ quá. Cực lắm. Rồi cực lắm, nghe chị Banda nói chưa? Kiểm duyệt cực lắm mấy bạn ơi. Từ từ đem nhà có chiếc xe không lái đi bộ vô làng khổ thiệt chứ. Ngồi không chơi là sướng nhất, cứ ngồi không chơi thôi. Ngồi em. Không chơi đi em ơi. Năn nỉ em luôn, làm kiểm duyệt viên là cái gì? Đúng rồi. Lì xì. Oh my god. Lì xì con đi. Here we go again. Quá để tôi lì xì cho nè nha. Tôi xì cho một cái nè. Xì cho một cái. Lì cho một cái, xì cho một cái. Lì xì cho người 100 vàng, 10 bạn nha. Gà. Rồi mật khẩu sổ số là à gì ta để thu về anh tới đi mật khẩu sổ số là cái tên bài không trên TikTok rồi xong đi mai cho hết mấy miếng thịt lì xì rồi đó mọi người ơi có thịt tôm nè chỉ còn thịt nè ờ không tại vì em đầy đuôi rồi chị đây chưa anh nói với em là em ngồi không chơi đi đừng có làm kiểm duyệt viên làm kiểm duyệt viên cực lắm bình thường ta khoái ngồi không còn sao phanh mình cứ thích phải có chuyện gì làm ta lạ lùng các bạn đừng có ham là cái gì chi giùm bệnh cái năn nỉ luôn kiểm duyệt có làm được cái gì đâu tiểu ngọc ôi tiểu ngọc xuất hiện nè ơi ở đâu anh hút ăn tết vui vẻ nè tiểu ngọc đâu mới đòn cho tôi xong nè phải không ừ hồi nãy tiểu ngọc nhắn tin vô Discord mà tôi quên nữa tôi lo tôi chỉnh livestream không à mày có rảnh mà để tôi gửi link cho Tiểu Ngọc nó vô nó xàm với tôi vậy. Cần lỡ đạp đi mèo ơi. Để kia lớn. Ok, để anh gửi link qua cho Tiểu Ngọc nha. Tội nghiệp Tiểu Ngọc quá. Ừ, tội nghiệp Tiểu Ngọc quá. Thấy Tết Tiểu Ngọc đi chụp đâu ở Nha Trang á. Tội nghiệp Tiểu Ngọc á, Tết Tiểu Ngọc đi chơi qua vui. Đúng rồi. Chơi không rủ. Chơi với bạn gái này chơi. Dạ. Cảm ơn bạn đi vlog nha. Em không làm cái việc riêng thì em làm đôn. Hello. Hello. Ok, được em. Hello Tiểu Ngọc. Chơi Tiểu Ngọc. Hello mọi người. Hello Tiểu Ngọc. Hello Tiểu Ngọc. Em thích vui vẻ không? Vui Tiểu Ngọc. Quá vui luôn Tiểu Ngọc. Ngày nào chị cũng thăm, vui. Lại tiếp tục mua thêm một cái công thức rác nữa. Chị thấy tụi chơi vui thôi. Ê mèo. Mèo tôi mới tôi mới nâng cấp hả? Cái bình tưới nước của tôi xịn lắm mèo. Bằng vàng hả? Bình tưới nước bằng vàng chưa? Cái gì? Bình tưới nước qua bằng vàng chưa? Mém vàng. Xịn cực. Xịn sợ lắm mà. Đi Khánh Hòa mà. Khánh Hòa em đi máy bay hay là đi xe Tiểu Ngọc? Đi đò. Xe đò em đi xe đò tới Khánh Hòa luôn hả? Mới vô hôm qua nè. Ê hồi nãy có ai để ý tôi Ngọc vừa lên tìm nó không? Có bữa nghe tin rồi. Khai báo cách ly này gấp. Khai báo rồi. Khai báo chưa? Khai báo rồi. Em đang ở trong khu cách ly luôn hả? Đâu có đâu. Em bị cách ly tại nhà hả? Ờ. Vậy là được rồi, vậy là tốt. Chơi cảm ơn bạn đi vlog nha. Tặng cho chị Tiểu Ngọc. Tôi đã coi. Ủa gì chị Tiểu Ngọc? Tiểu Ngọc đã bị hiểu lầm rồi. Em đã hiểu lầm thân phận của Tiểu Ngọc rồi. Thực chất Tiểu Ngọc không phải là con gái đâu. Tiểu Ngọc là bê đê chuyển giới thôi. Tôi đặt ơi, gì mèo.
chỉ là đờn ngọc trong giới thôi. Thôi tôi ngọc nó ho nó lay cho tôi qua đường tay phone nè mèo ơi. Cảm ơn bạn Châu Trần Bảo Ngân nha. Tôi vừa đọc xong cái tên dài sọc của bạn không là cái chữ nó mất tiêu luôn á. Em bị ho chứ. Rồi để tôi ho thẻ tiểu ngọc cái đã. Tiểu ngọc ho tới đâu tôi ho tới đó. Cái bài phê duyệt nha. Người ta anh hứa có bài mod làm nhiều kê anh đi nè, sẽ live stream anh chưa có bài mod lên tiểu ngọc ơi. Nãy anh lên chỉnh phim không à. Bảo Ngọc các bạn mình Trần Lương Yến nha cho chị mèo đó. Don ngắn gọn thôi các bạn ơi, don ngắn ngắn gọn gọn thôi như bạn mấy bạn này nè, đừng có don nguyên cái chữ dài quá. Muốn don được cái chữ dài á là phải từ từ anh mới đọc được. Anh Lý Ngọc Phương sẽ live stream nè. Thôi tụi bạn hết ống tiêu xanh của tôi đi. Hoàng Lan Tường. Mấy bạn don từng chữ thôi. Mộng Thúy. Đúng rồi. Don từng chữ thôi. Ngọc Lý. Rồi bạn don cái này nguyên một chữ thôi. Ôi cái tên đẹp quá. Em mới nhập cái tên vô cùng đẹp luôn. Bởi cái tên là biết là có tương lai rồi đó. Đúng không chị Bánh Đào? Y chang chị. Sao anh nghe y chang chị cái em hết muốn nè. Em hết muốn comment á. Sao vậy? Kiểu như cặn lời chị Bánh Đa. Cái dạ. Gì mà nghe giống chị là em hết muốn comment nè, cặn lời. Nhìn chị dơ cũng chết luôn, ai muốn giống chị dạ. Chị Bánh Đa. Thật. Tên. Bữa giờ không có chị Bánh Đa up hình đó. Ai anh có hình mới của chị Bánh Đa. Từ từ. Cảm ơn bà Bảo Ngân nha. Ngồi chị mèo với chị Bánh Đa. Từ từ tôi phải cho chị Bánh Đa được đẹp. Mấy bạn chờ mình xíu nha, để mình cho chị Bánh Đa đẹp cái đã. Phạm Trương Diệu Quỳnh. Để cho mấy bạn coi hình mới của chị Bánh Đa. Từ từ để tôi up hình mới chị Bánh Đa lên cái đã. Chị đọc tên bạn xin lịch sử chị Bánh Đa. Từ giờ chị sẽ có hình đẹp của chị Bánh Đa. Ai? Tôi gửi hình mới của chị Bánh Đa cho mèo nè. Rồi để tôi lên mạng tôi tải hình chị Bánh Đa về. Gửi hình mới cho tôi. Bạn nào muốn xem chị Bánh Đa Tết này hình đẹp lên Nonolai ID 669669 của Deadfoot để xem. Chị Bánh Đa cái mặt cười tươi như điên. 5 giây nữa. Công nhận được ăn Minecraft. 5 giây nữa, 5 giây được ngàn con. Chị Tiểu Ngọc, cái gì mà 5 giây được ngàn con? À đâu, 100 con. 100 con. Ủa quá trời bạn trúng luôn nhưng mà trong đó tôi cũng thấy Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc quay Tiểu Ngọc. Sao chị? Quay đi. Quay gì? Quay con á. Từ từ. Sao em vô rồi, em đã được trúng rồi. Bây giờ mấy bạn chờ mình xíu, mình đang lấy hình mặt chị Bánh Đa. Rồi, mình sẽ lấy hình mặt chị Bánh Đa cười há họng nha. Cười hả họng ăn tích lên. Qua Nonolai của Lý Thuốc coi kìa mọi người ơi. Coi hình mặt chị Bánh Đa hả họng ăn tích lên thì qua Nonolai của mình nha. Không thấy chị Bánh Đa up hình nè. Dám à. Cảm ơn bạn đi vlog nha. Không có em luôn, đúng rồi. Tại vì nhiều khi là em kiểu sao anh không biết em ơi. Rồi từ từ để tôi up hình chị Bánh Đa lên làm hình mới của donate của player đua của tôi cái đã. Gì vậy nhảy? Gì chị Bánh Đa, em ấp hầm chị có gì đâu, phải gì chị Bánh Đa? Chị cắn cưng à. Trời ơi, chị chứ là tiên đẹp. Trời ơi, chị đẹp, ấp hình đẹp, không phải hình xấu. Yên tâm. Yên tâm. Đâu rồi, ảnh mới đây, upload ảnh đây. Không biết bên player đua nhiều khi thấy hình chị mốt đẹp quá, ai cũng thấy hình chị giống mình đây. Em đầy đuôn rồi. Rồi. Đây đây chị lắm. Đây. Từ từ. Ủa tôi cập nhật hình chị Bánh Đa rồi mà. Sao chưa thấy ta? Hai sao chị mẹ. Cảm ơn bà Bảo Ngân nha. Em chưa được lần nào hết. Quá nhỏ quá. Không sao em ơi, từ từ. Bữa nay em là mùng 3 đó. Bữa nay em là mùng 3. Ôi cái kia cũng mùng 3 vậy. Ủa mấy bạn ơi, mấy cái don 500.000, 600.000 là don test nha. Tại anh đang test thử rồi á. Này đi góp là don thiệt nè. Chờ đợi là đau khổ. Có gì đâu đau khổ em, chờ đợi là vui vậy. Em tôi đợi là hạnh phúc, để chờ hạnh phúc. Ủa sao tôi đăng hình mới của chị Bánh Đa rồi mà chưa cập nhật ta, chắc là phải từ từ mới cập nhật mới ạ. Từ chắc phải 2-3 lần á. Rồi tôi cập nhật rồi, kìa mấy bạn có gì bạn cứ đơn thử test thử nha. Cảm ơn bạn Trần Lương Ý nha, anh đừng làm xấu chị Bánh Đa của em. Em giận đó. Quá chưa. Chị Bánh Đa của em có đẹp đâu mà sao xấu. Em yên tâm, anh up hình này lên là em cáp hình này lại em bỏ vô, em làm ảnh điện thoại luôn. Em thèm lên. Ảnh chị Bánh Đa lần này bao đẹp. Ừ. Anh không up hình xấu chị Bánh Đa nữa đâu. Anh rút kinh nghiệm rồi. Ai làm vậy? Làm người ai làm vậy? Ê mọi người ơi. Mọi người à. Mẹo chị Đa gì mà chị với mèo đang đi mai hả? Đúng, tôi có mình tôi ở ở trong làng à. Tôi buồn quá à. Thì đi xuống dưới này.
Ai mượn không đi theo chi? Hôm qua rủ đi không đi chi? Ôi, sắp toàn nhưng không được ăn. Bình thường em, cái đó là phải đợi chờ thôi em ơi. Qua mùng năm đi em ơi, qua mùng năm ngân hàng tao mới làm việc, anh mới mua ăn được em ơi. Tôi có quá trời sữa luôn nè. Gắn vô đi. Bạn nào may mắn thì được ăn nha. Ơi mấy bạn ơi, con của mình sắp hết nữa rồi, các bạn thông cảm nha. Mình gọi con ít ít lại nha mọi người. Sắp hết con rồi. Bữa giờ tôi GA gắt quá mà. Bữa giờ chơi ăn tết lớn quá. Ừ, bữa giờ ăn tết lớn quá, giờ sắp hết con rồi. Chỉ bị nghèo rồi. Cho chị Minh ánh sáng đi. Cho chị Minh ánh sáng có nước hoài. Tôi chị Minh đi lần này về là giàu có luôn. Ok. Rồi chị Minh từ từ để tôi cho tôi đi mai với tôi cất đồ vô rương cái đã. Tôi chị Minh full thuốc đồ rồi. Full đồ tôi xuống tới lượt tôi mai. Trả búa cho tôi mèo. Ơ cái búa xanh của tôi đâu mày thấy không? Búa xanh nằm trong nhà tôi vậy. Hay quá mèo ha. Cảm ơn bà Bảo Ngân nha. Lần cuối cùng nên cho chị mèo chị Panda nha. Cảm ơn em ha. Tụi bạn này dễ thương quá. Để mình đi qua đây mình đi mai chung với mẹ chị Panda cái. Xuống mai đi chị phê duyệt. Chị phê duyệt đi chị Panda. Thương Nhật An nè, Nguyễn Ban nè. Mai em mua con cho mọi người. Cảm ơn em nha. Bạn này dễ thương hết sức luôn. Nè. Nhân Nguyên nè, Nhã Phương nè. Ủa. Rồi, hết rồi đó. Trong mai ráp mưa rồi. Ờ, trong mai ráp mưa tiếng Ngọc ơi. Nên hút tay xe dưới sông đi thôi. Cảm ơn mình đi vlog nha, mai mấy giờ like. Để coi coi. Mai chắc tầm giờ này hoặc là sớm hơn xíu em ơi, chứ anh không nói trước giờ like được. Mèo mèo đưa cái mèo cho tôi nhà đó mọi người. Mai em nhà. Ok ok ok. Có gì anh gửi mod cho em, em vô chơi với anh. Cái gì, mèo. Đây. Cảm ơn bạn Lê Văn Bảo nha. Lê Văn Bảo nè. Chuẩn bị nhà chị Minda ha, chị Minda nha. Mèo đưa cái búa cho tôi. Đặt cho lụm tôi đầy luôn rồi. Thầy mèo đi lụm đi, tôi là người đặt cho lẹ. Tôi đặt cho ông lụm tại vì tôi đầy luôn. Ok. Giờ mình trong vai ăn xin mấy bạn cái gì? Kêu không ăn xin cho bạn gì ta? Không phải. Mắt bọc. À đi lụm giặt. Giờ tôi đang trong vai là lụm giặt. Tôi không có cái đồ gì tôi đánh luôn á, tôi thiệt. Để tôi coi tôi có cái nào mà có gây sức tấn công không. Đây có này chính sức tấn công nè. Cảm ơn mình trò lúc ý nha. Em lấy hình chị Panda làm anh đa diện. Đó anh nói rồi. Hình đẹp đúng không? Hình đẹp. Nhìn. Các bạn lên like coi hình của chị Panda kìa mọi người. Hình mới. Đây đây đây, hiện đo luôn. Từ từ, hồi nữa anh gửi cho mấy bạn hình khác. Tối à, ok. Cảm ơn bạn bà Lắp nha, tặng chị mình cute. Bà Lắp chụp Lắp nha. Đó. Ủa, đẹp chị Panda. Anh nói lần này nó hình đẹp mà, tại mọi người không tin á. Ông nghe vô mốt, không nghe đâu. Nghe bà rặn nè. Không. Gì? Úp hình bà đẹp nên bà không thích bà. À rồi, vậy tôi lấy hình bà, hình xấu của bà tôi úp. Kìa, ông hình đẹp, ông thích tôi chơi server đi anh. Thôi em. Nó đẹp dưới chị Panda. Ôi, nữa là bao. Thiệt, thiệt. Tôi nó cứ lắc cả lắc cả lắc. Cười tươi rói, Tương Ngọc ha. Ừ, đúng rồi. Cười đẹp hết phần thiên hạ luôn. Ok. Dân làm hết nhiêu giùm ta? Tỷ mấy? Cả tỷ đó. Cả trăm triệu đô đó. Em hỏi đúng ý bà, bà mừng. Bà chỉ Tết này bà làm cho bà chỉ để khoe cái gì đó rồi đó. Bà làm là bà khoe cái răng của bà thôi em ơi. Bà sắp hình chi nhỏ quá vậy. Rồi. Ghen hả chị Panda? Lên đây liền. Cái này bự bự chút chứ. Không được chị Panda ơi, hình chị bự lên nhìn nhìn kỳ lắm chị Panda. Nửa màn hình bự lên nhìn nó sao sao nhỉ. Từ từ hôm nay tôi cho bà Panda riêng một cái live stream luôn. Bà này bà chọc tôi giờ cái cam tôi đang bị lắc, tôi cho cái hình bà bự nhất cái màn hình tôi luôn. Từ từ nè, tôi để cho đôi lên một cái là thấy hình nguyên cái mặt quả này nha. Mấy bạn muốn hình thấy hình chị Panda mà tạo dáng hình lạnh lùng cô gái lạnh lùng không, anh cho bạn xem chị Panda tạo dáng cô gái lạnh lùng. Lạnh lùng ít nói nhưng mà bị đánh nhiều. Còn cái đo nó hiện đo lâu không gì không em. Em tính viết cái tả câu nào dài dài em. Không phải ý là để hình chúng ta dài chứ. À nè anh bỏ hình này lên là tự động mấy bạn sẽ khoái liền. Hình này là không cần dài đâu Tuấn Ngọc. Hình này là phải ngắn thôi chứ để dài người ta mất ngủ. Gì mà tăng tăng hoài trời. Từ rồi. Hello anh Red Hood. Cảm ơn bạn Mr. Game nha. Rồi xong tôi lần này tôi để hình chị Panda đúng to luôn. Chị cũng đầy. Chị đá quá rồi. Lên. Dùng đá đi lấy quặng thôi.
là mình trả lương Yến nha. Tặng chị Panda kìa. Cảm ơn em nha Yến ơi. Từ từ. Quên. Từ từ nha, để mình chỉnh cái hình chị Panda bự lên nha mọi người. Rồi nè, tôi để hình chị Panda to hơn được xíu rồi đó. Bạn nào muốn coi hình chị Panda đẹp đẹp, like kìa, muốn cái hình đẹp cho bạn coi kìa. Đúng rồi nè. Qua đó là mấy bạn sẽ thấy được chị Panda đẹp như tiên. Chị Panda đang tiên dáng trần. Nè, các bạn nhìn thấy trong game vậy đúng không? Chứ không mấy bạn đâu lên đi thấy trong game ngoài đời chàng. Ừ. Đúng không? Hát thì làm chị dung quá à. Hình chị Panda là lạnh lùng nha. Ừ. Lâm ít nói đúng không? Đúng rồi, chị Panda. Ê, thấy con bò bự quá. Ê, cái cam ơi là cam, mày đừng có lắc. Hôm nay tôi bực mình quá mèo ơi, cái cam tôi tự động nó bị điên rồi mèo ơi. Đừng nhìn qua đây bò. Mọi người thấy cam mình đã lắc chưa mọi người ơi? Ủa lắc kinh dị. Sao? Còn đúng rồi. Tôi không chả hiểu. Cây á? Ừ, tự nhiên cái hôm nay cam tôi đúng lắc luôn, bực mình ghê. Tại vì á, cái cam mới là đau bốn rồi chứ. Ôi trời ơi, ôi lạnh à. Cảm ơn bạn đi vớt. Ôi cái hình chị Panda kìa, lạnh lùng boy. Kiểu như là sao ta? Một rừng không thể hai cọp. Còn một hát chị nói chuyện hay em tưởng ngập. Không, chị Panda nói chuyện dở chị Panda. Chị Panda là lâu được câu chậm. Cảm ơn mỗi tờ game nha, tặng chị mèo. Kệ kệ kệ, hình mới của chị Panda kìa mọi người. Lên, trời đất ơi. Thấy hình chị Panda ngầu không tưởng ngọc? Đẹp dữ đi. Hôm nay các bạn đừng giỡn cái mặt mình nha. Rồi. Là la. Rồi, mấy bạn khỏi giờ mặt mình đi cam lắc lắm. Bạn cho chị Panda. Tự nhiên con đổi làm vậy chị á, mất cơ. Là la la la, Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc nói đúng á. Bây giờ tôi sẽ để hình chị Panda lên, tôi làm ảnh cam. Chứ để cam chị đúng không? Đó, đúng rồi. Là la. Gì vậy bà Panda bị gì vậy? Đó, đẹp lắm, đẹp lắm, đẹp lắm. Đẹp lắm. Làm chị khoan. Cảm ơn mình đi vlog nha. Trời đất ơi. Nha, nhìn ngầu lòi luôn Kim Đa. Nhìn ngầu á Tiểu Ngọc ha. Nhìn mặt thần thái luôn á. Thấy không? Nhìn chị có quyền lực không Tiểu Ngọc? Nhìn chị đúng quyền lực luôn á. Thấy không? Ờ. Nhìn bả kiểu quyền gì á chứ không quyền lực Tiểu Ngọc. Em thấy nó quyền gì á Tiểu Ngọc? Nhìn chị quý phái không Tiểu Ngọc? Quý phái. Chị sang sang chảnh á. À, có dơ dái không? À, không có dơ dái. Bả nói cái câu đó xong nghe tôi muốn đặt cái hình gì, hình dơ dái của bả lên. Nè dơ giấy, hình dơ dái. Nè màu. Cái thịt bò nè. Nè, giấy. Không? Ăn, tôi nghe đây. Ok. Tôi để cái hình nó bự quá có sao không ta? Baby hả? Hay baby em có nè. Từ từ. Chị Panda. Em nói em đói chị cho em đúng một miếng thịt luôn rồi chị Panda. Từ từ mọi người ơi, em đang để cái hình chị Panda bự lắm. Cầu không? Cầu thì mới nhiều miếng. Ok. Tặng chị Panda. Rồi xong. Rồi, cái hình chị Panda thay cho cái cam của mình nha mấy bạn. Rồi, bữa nay chị Panda. Bữa nay chị Panda stream. Để cho chị bình tĩnh không? Hôm nay chị Panda stream nha. Nãy giờ tôi bực mình cái cam của tôi rồi, tôi quê rồi. Giờ tôi cho bà Panda bà stream. Dễ thương hết sức hết Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc phải đi, thay là anh toàn liền Tiểu Ngọc. Đúng rồi, nhìn sang chảnh quá. Dành tôi không mới sang bằng. Đúng rồi, trời đất ơi. Chụp cái cây mai đồ. Tay mà không đỏ sắc bằng bả luôn đó, thấy chưa? Không có cửa, không có cửa sánh dựng với chị Panda. Ta nhìn giống như nghe thơ ấy. Thấy không Tiểu Ngọc? Từ từ nha. Rồi, bây giờ mình để cái đầu mèo vậy nha mấy bạn. Từ từ để mình chỉnh lại cái này cái cho các bạn xem. Để cái đầu tôi làm cái gì? Tôi chỉnh cái hình mà chị Panda gào thét á. Tôi đặt làm ảnh đôn. Thấy tôi khôn không mèo? Khôn không, khôn không? Kiểu như là quảng cáo vậy mà hàng nó vậy. Giờ tôi nên để anh về mà Panda không ta? Được. Quảng cáo thì hình thiệt đẹp luôn. Ai ngờ đón lên thôi. Cái đó là em cũng biết hết rồi. Cứ khỏi đưa lên nữa. Đẹp quá. Không. Cái hình bình thường thì đẹp phải không? Nhưng mà cái hình đón lên đó chị Panda. Cái là hình chị gào thét đó chị Panda. Cái đó là cái bình thường. Đón lên ông cho cái hình của bà dậy được. Hình chị Panda. Tôi có cái hình mà bà bắt chéo hai ngón tay bình an với lè cái lưỡi ra. Ê, bắt biết cái hình mà dạng bắt chéo hai ngón tay không? Mấy bạn biết bắt chéo hai ngón tay là bình an không? Cầu chúc bình an đó. Cầu chúc bình an nha. Cái này là bạn nào mà nghĩ bậy là lỗi do bạn nha. Chứ cái đó là cầu chúc quá. Ừ. Cái này là cầu chúc bình an nha. Ở đâu nhà chị ở Việt Nam em? Mém để hồi tôi đang lộn, tôi bận cái quần tà lõn rồi. Đăng hình đó mấy bạn
Rồi, tôi có hình chị Panda. Câu anh chúc bình an là 10.000 lượt xem luôn á. Không được em ơi, không được, được. Mấy triệu lượt xem, mấy triệu tẩy tẩy tẩy. Anh có hình chị Panda bận không, bạn không có bận cái quần tàu lỗ anh nó lộn. Thôi thôi, thôi đồ bình thường. Để tôi coi bả bận đồ nhìn hơi phèn các bạn. Tại này là chị Panda ở nhà, chị Panda bận đồ bình thường. Ôi đồ phèn đồ gì vậy? Bận đồ hơi phèn nha. Mày thấy hình đó chưa? Mọi người ơi, quay đồ lại đi, sao tôi rồi, bạn nào không coi được thì là coi như là phí một cuộc đời. Phí một cuộc đời. Là fan của chị Panda mà không thấy hình này thì phí một cuộc đời. Các bạn sẽ hối hận cả đời nhưng mà không coi được các bạn này. Rồi nha các bạn ơi, ok. Anh đứng chừng nhà luôn. Hình chị Panda phải được 100 triệu đô hả? 100 tỷ đô luôn em. Gì đỉnh gì vậy? Chị Panda không được tới giá đó đâu. Hình chị Panda mà đem đi tiêu biển lãm thì tôi nói là đắt dữ lắm luôn. Chị Panda ơi. Chị Panda. Giờ tôi cảm thấy cái livestream tôi thật là nhẹ. Ừ, bỏ qua đây luôn kìa. Em không có bật cam, em không có bật cam. Em không có bật cam. Em có cam, em không bật cam. Oh my god. Em không bật cam. Oh my god. Em để hình chị bắt chéo ngón tay bình an. Hình chị cầu chúc bình an hết. Mình kê cái điện thoại vô mặt bả, cái bả làm cái tấm hình bình an. Đâu? Nè, bên này nè, bên này quá. Mèo không bật cam, mèo không có bật cam. Kìa bả đi kìa, như bả hay chùa phải không? Vô no like coi đi mọi người ơi. Ai đi sao chấm sao chấm clip hết. Giờ bạn mấy bạn đâu nên mấy bạn mới thấy được chứ. Giờ mình cài lỡ mình cài bên hình đâu anh đâu quý vị. Ừ, bên hình Don. Okay. Chứ tại cái hình này nó đặc biệt quá à. Không, nếu mà tôi không để là Don á thì có lỗi với chị Panda. Thề luôn, cái này có lỗi. Thỏ Ngọc, Duy Khánh. Dạ, bà đi, bà đọc. Trương Nguyên. Dạ, 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 dạ. Chúc chị Panda sống sót qua kiếp nạn này. Trời, 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 cái hình bắt kìa. Hưng lại. Thôi, 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 thôi. Nguyễn Kim. Thấy không? Thấy lên không? Thấy lên không? Lên không? Lên không? Lên không? Cảm ơn mọi người Phạm nha. Anh Diệp, chị Panda của em. Bả. Bả cầu chúc bình an cho anh mấy bạn ơi. Trời đất ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Nhìn thế nào? Thật là vi diệu. Tiếng Ngọc, cái gì vậy Tiếng Ngọc? Lưu lại làm kỷ niệm thôi Tiếng Ngọc ơi, chứ hình này không lưu lại làm kỷ niệm là không được. Mặc áo khoác jean giờ. Trời đất ơi. Lật quạt đi hết, tôi thấy chậm thôi. Ủa, áo khoác jean đâu? Vậy, phát áo khoác jean, khoác jean. Áo jean em. Ừ. Mặt, đấy, cái mặt nhìn cái môi hững hờ phải không? Thằng Thái chưa? Giờ giờ á, cái hình Donet thì nó lại là khác biệt với cái hình ở đây. Mất nát thì kê. Donet mới là con người thật của chị Panda. Hay gì chị Panda chụp hình giống chị mèo cũng được nè. Thấy chị Panda nhìn ngầu á. Cảm ơn mình đi vào ấp nha, lát nữa cái hình này em làm nó hình avatar của em. Giờ ai là fan chị Panda là đổi tấm hình này hết luôn nha. Ai là fan chị Panda thì gắn cái này làm avatar hết nha. Cho tung cái hình này lên cho mấy bạn lấy làm avatar. Em tung qua 10 thì có. Nguy Phạm, anh hôn ác quá vô dịp chị Panda của em. Anh thấy đâu phải dịp đâu em, chị Panda dễ thương mà. Anh đang gì ta gọi là phổ biến chị Panda đến cho mọi người. Nhà nhà Panda, người người Panda. Chị Panda sẽ là nguy hiệu avatar của năm. Dạ, ai fan chị Panda, ai fan chị Panda. Cảm ơn bạn Black nha, cực kỳ đẹp. Đâu phải mấy bạn thử bạn nhìn vô kiến bạn le lưỡi bạn làm ngón tay gì coi được bằng chị Panda không? Sao bằng được? Chắc quá, thủ tường, chắc quá. Sao mà có cái thần thái mà le cái lưỡi mà không qua khỏi cái miệng vậy được? Dạ cưng đừng có chị gì view cái ấy của chị không? Gì vậy? Đâu phải cứ muốn là giơ ngón tay là được đâu? Đâu phải đâu, mà anh phải nhanh tay lắm. Anh đâu có biết, anh đâu có cho bà biết là anh nhấn nút chụp hình đâu các bạn. Anh mà cho bà biết là bà không bao giờ làm cái mặt đó cho anh chụp. Anh phải căng lắm anh mới chụp được á. Nên mấy bạn phải đặt làm avatar nếu các bạn là fan của chị Panda. Cái đó là avatar riêng cho fan riêng. Mốt là nhóm fan riêng của chị Panda là mình phải đặt ra các bạn fan là phải để hình đó. Cùng ba cho Panda khóc rồi. Chị thấy cái hình đó rồi, mất nết, mất giật.
Rồi khóc rồi. Bà sắp sửa tay rồi đó. Bà sắp sửa tay rồi đó. Dạ bà đang gừ gừ rồi. Rồi bà trụ téo rồi đó. Nhớ nha, bạn nào là fan của chị Panda thì nhớ để tấm hình đó nha. Để nhớ nha. Lên like đi, sao sao chích kìa mọi người. Ủa hết, quay chưa, quay bà chưa? Chưa, tí nữa tôi mới quay. Tí nữa tôi mới quay mèo ơi. Từ từ để tôi coi còn hình nào của chị Panda không. Nó tôi còn nhiều hình lắm. Còn nhiều lắm rồi. Để anh coi còn hình nào của chị Panda không. Chị làm gì chứ bà chịu khó tạo dáng trên mặt hình. Tôi có nhiều hình của bà Panda lắm. Nhưng mà dạ như mấy cái hình đặc biệt á tôi không dám up lên. Sao ạ? Up lên ghê lắm. Phải không? Những hình nhạy cảm à. Ừ. Chị Panda làm gì nhạy cảm, bà nhìn bà thấy ớn. Nhìn chị cute nhưng mà chê. Từ tôi coi ơi, tôi còn hình mấy hình của bà Panda này, cái tôi chụp lại tôi để đâu rồi. Không nhận ra chị Panda luôn á. Ừ, làm sao mà nhận ra được chị Panda? Nhìn cái hình trên màn hình lên hết nè. Ủa rồi. Vậy. Không nhận ra được luôn. Nhìn chị Panda khác biệt mà lúc chị mới hả đi nhậu cỏ rồi xong chị vô hả thấy ớn chụp. Giờ tôi có cái hình nè. Cái hình nè, bả nằm. Cái nọng mỡ bả á nó động lên một cục. Ai muốn coi? Mày thấy hình này sao mèo? Có. Thôi nha, hình này là mình nói chơi nha. Thôi, hình đó không có đủ nhẹ. Không mở là cưng lộn của ai á. Hình đó không có đủ nhẹ đâu. Ừ, đúng rồi, em lộn của ai á. Qua đây đi chị làm cho kiểu khác nè. Mở luôn, nóng hỏi luôn à. Thôi, khỏi. Mình nhìn cái hình trên cam, nhìn ra khác. Anh sẽ comment lớp dịch chuyển chị Panda vĩnh viễn. Ngoài đời chị đẹp hơn. Đi, để chị Panda coi. Ngoài đời thì thấy và sao em? Con chụp hình thấy mặt chị Panda ốm như thế. Ừ, mặt ngoài đời bà Panda bả thụng dữ lắm. Này chị dám cân dám cắt nè. À bớt. Sao thấy cái hình đòn của chị hình đòn nó hình thiện đó em. Khác nhau mà, cái hình này. Đòn là cái hình. Sao thấy hình này nó cứ bớt gì vậy? Cái hình kia là cái hình sắc ảo. Cái hình kia thấy thấy không? Hình kia là B612 du lai rồi cái gì máy là của chị hết. Trời ơi. Hình bà Panda nó vậy á tôi còn ơi. Chứ không phải là bớt đâu. Nay chị Panda ngoài đời vậy á, còn hình kia là không hình sữa. Cái hình đòn á, cái hình đòn là hình sữa đó. Cái hình đòn đấy là hình sữa đó, còn hình anh treo lên là hình chị Panda ngoài đời á. Vậy luôn hả? Ừ. Ôi. Không như những gì em nghĩ đâu. Ừ. Em tin những gì em nghĩ. Nghe bà đẳng không? Bẳng à. Gì vậy ta? Bà nổi tiếng quá, bà chưa quen sự nổi tiếng á. À. Dạ bà Panda đang và tập làm quen với sự nổi tiếng. Không có gì đâu nha chị Panda. Chị đừng có buồn nha. Mèo xuống đây lẹ mèo. Quả không phải là phước mà chị phước không phải là quả. Có điểm tiếng chị Panda. Bà quả đến rồi là chị đỡ không được không chị Panda? Thôi bà chịu thôi chứ xin sao vậy? Không đi hết. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my sa la 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 la. Bà nói tiếng gì vậy? Bà nói tiếng gì vậy? Này bà hay đọc kinh quá. Đọc kinh ít thôi chị Panda. Cho chị mèo. Cảm ơn bà đi vlog nha. Em cho chị mèo tới 100k luôn. Ôi. Ôi cảm ơn em nha. Anh Hút. Bạn đi vlog này đỉnh quá. Anh Hút thấy bạn đôn 100k anh Hút phải đổi hình khác liền. Anh bà để anh đổi hình khác. Để anh đổi hình khác. Chị cắn cưng nghe. Ai mượn cưng nhắc vậy Tiểu Ngọc. Bà đã ừ đúng rồi nữa mà. Tiểu Ngọc thấy đối xử phân biệt không Tiểu Ngọc? Sao chị nói ra là cưng biết gì. Sao cưng nhớ không hồi đó không? Cưng đòn quá chừng cũng đâu có cho coi hình gì nhớ. Trời ơi, cái đó khác, cái đó khác. Đừng nhớ hồi là chưa Tiểu Ngọc. Hồi xưa chưa có cái tính năng đó. Còn cái này cho anh, trời ơi. Cảm ơn em. Hồi xưa đó. Hồi xưa đó. Từ từ, mấy bạn chờ mình xíu. Hay chưa? Tính toán với chừng hay chưa? Trời ơi, gì nữa. Đừng có tự an ủi bản thân cưng Tiểu Ngọc. Thôi em thấy em vậy là được rồi chứ không cần. Mèo chờ tôi xíu nha mèo. Thôi cưng thấy người khác thì Panda đừng có chia rẽ em gì với mọi người thấy không chị ta có đau lòng không chia rẽ tình cảm anh em người ta. Thôi chị Panda ơi người trời ơi cái này cho anh 100k luôn. Chị nói cái gì Lula em không xem được anh tôi uổng quá à. Mấy bạn qua đây Lula để các bạn sẽ thấy được hình chị Panda đẹp như tiên nhắn trần bên đó đúng luôn rồi. Đẹp nhất nách luôn rồi. Ê bà tự nhiên bà đưa cái mặt bà vô cho tôi chụp luôn mèo. Bà phải chứ. Phản xạ tự nhiên. Ê bà làm cái xóa hình nè mèo. Dạ dạ cầm cây cầm đi hỏi lên cho đi hỏi lên. Đó mẹ bật khuôn hình lên mèo. Bật khuôn hình tim lên mèo. Bật khuôn cam lên.
Cảm ơn bạn đi vô ấp nha, cho chị đa kìa 100k luôn kìa. Bạn đi vô ấp cho chị kìa. Bye bye, chị cảm ơn em nha, kìa đắp vô em. Chị thương em thế giới. Đi, từ từ để tôi up lên mạng của cho tôi, mèo cứ cầm lên vậy nguy hiểm quá. Chị đi về đi chị Minh Đa. Tôi không kịp làm gì luôn á. Em chưa kịp bật lên đó chị Minh Đa. Chị cắn rồi. Dành cả đây mấy cái chị. Chị Đa đi, chị Đa đưa mặt vô cam mèo chị Minh Đa. Đưa mặt vô cam đi mèo học. Cảm ơn bạn đi về up nha. Ủa phải bạn đi về up không? Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Cho cô gái Tiểu Ngọc. Được, được, được em ơi. Được. Tiểu Ngọc không phải là con gái. Chị mới là con gái. Chị là con heo nái. Con gái. Dạ sao chị Banda, chị sao? Ôi, nó đẹp như vậy. Ừ, đẹp lắm. Mày bả lục lên quần áo lắm. Từ từ, chị tắt stream của em luôn rồi. Em thấy bà Banda đã hút hồn liền. Cái hình đó là cái hình lúc chị đang hả? Mới mình. Cảm ơn bạn đi bộ ấp nha. Giờ là tôi đăng hình chị Banda này. Nãy giờ bạn này là muốn đổi hình nè. Bởi vì tôi phải là phóng viên chụp hình gấp luôn. Thấy không Tiểu Ngọc? Chị qua bển đi, cái cam nó bên cái mic nó bị dội kìa. Cứ gặp gặp chị bình thường mà. Rồi xong. Sao người chúng ta đẹp dữ trời. Đây bạn ta đẹp lắm, tập bạn sẽ lại mà. Đẹp đẹp dữ, nhất lắc luôn. Rồi, xuất sắc luôn á. Rồi từ từ bà Banda bà quyết định bà ngồi đây luôn rồi, bởi vậy giờ tôi phải bật cam lên. Chị Banda ơi, chị Banda. Dọn bàn đi chị Banda ơi. Chọn bàn đi, em không úp hình gì nữa đâu chị Banda ơi. Chị đi, chị ghê quá à. Chị đi đi chị Banda ơi. Thấy cái gì rồi Banda ơi. Chị Banda, tắt nghe, tắt nghe chị áp em à. Chị ba cam quá kìa, cam quá. Chị ba bên kia kìa, cam nó mới chân thật chứ cam bên em không chân thật Banda ơi. Thôi, chứ gì bạn. Về chưa? Chúc mừng trận lưu gặp Yến nha. Nãy giờ mình tính là để hình chị Banda được yên rồi. Tôi đang bị lắc nha mọi người, tôi đang bị lắc cam, bởi vì tôi không bật cam nha. Thôi chị Banda. Trần Lưu Yến. Giờ đi đâu phải dắt bả heo. Giờ tôi đổi hình khác. Giờ á, cân chụp mỗi khác là cân sẽ hả, cuộc đời cân sẽ hả, được ăn sung mặc sướng nguyên năm. Ừ. Ôi, nhìn mặt bé ghê quá à, nhìn mặt bé. Bởi, sắp để... lắm mụn không nữa không? Nhìn thấy ớn quá à. Chị đang dậy thì á. Chị nhìn thấy ớn quá à. Lắm mụn. Đấy, nè nha, tôi cho bạn xem một lần một nè nha. Ai chụp được thì chụp, không chụp được thì thôi. Gì vậy? Xong. Gì? Tôi kén nãy giờ có mấy bạn fan bên này nói là không có coi được live stream, mấy bạn cũng buồn nè. Đây. Đăng lên một cái thôi em nào, đừng tắt nha. Thôi, không. Kêu bên online coi đi. Không. Cái này hả? Không, đi cho tôi cho bạn coi mặt chị Banda nè, mặt ngọc chị Banda nè. Ôi, để qua online coi đi à. Rồi, toan rồi. Toan. Nhưng mà ông dịch nó hết. Ông dịch này vậy không? Cảm tôi nè. Ủa kỳ vậy, lên cam mày cái ba đẹp là sao? Trời. Em chụp lại, em chụp lại rồi. Đây không. Em đặt lại ba tay cho tôi không? Nè. Trời đất ơi. Được của nó luôn, để em gửi cho được shot nè. Từ từ rồi. Lên shot. Nè, cho bạn coi hình V2 nha. Bạn nào chụp được thì chụp, không chụp được thì thôi. Coi như là xui, V2 nè. Từ cái hình bác. Đây V2 nha, V2 nha. Tôi để lâu lâu một chút. V2 vậy. Xong tụi mình chia nhau cái tấm hình này là sao ta? Tà Banda bắt đầu làm gì mình đâu, mình đối xử ác với bảo quá mèo. Trời. Toàn. Mọi người coi xong tối nay mọi người sẽ mất ngủ. Toàn. Rồi xong rồi. Vậy đó thôi. Tối nay mấy bạn fan mất ngủ hết. Ê mẹo sao mày tắt hết livestream của tôi. Ủa. Sorry. Tôi tưởng là ông xài cái khác. Em chụp được 7-8 rồi. Vậy là anh chúc mừng em. Thôi. Dạ phát thưởng. Muốn xem mấy bạn quên online kìa. Trời bên đó nhiều hình lắm. Chị bên này chỉ xin được ké được 2 tấm thôi, em thấy ổn chưa?
Ơi, đến giờ phát thưởng. Tặng quà các bạn ơi. Rồi, ạc mai cá cuối cùng nha mấy bạn. Đã lên bị có nhận hàng nha đây. Ờ, để chị coi. Lô đây đi, sao trên nha, ạc bản quyền cuối cùng của năm nay nha mọi người. Thiểm Hạp. Sao chị có muốn coi chị quà mình với Thiên Nghiên không? Tụi ta coi cái gì vậy? Em là... coi tôi có nguyên cái clip mà bà đà bà dí mang chó bà quánh. Bà quánh Thiên Nghiên lên được không? Đâu. Chị quà mình với Thiên Nghiên hay lắm. Tôi có nguyên cái video bà đà mua vỏ. Đâu, rồi xong. Để chị mèo up lên cho mình coi ngày bữa nữa đi. Qua tay em còn lắm coi. Chị dám up luôn hồi chị Banda. Em tưởng là chị sống chị để bụng chết mang theo chứ. Hình chị Banda múa vỏ quánh chó các bạn. Múa vỏ dừng quay quánh con chó. Bà quánh mà bà quánh không trúng con chó. Mà con chó nó sợ quá nó la làng. Bà hay bà múa vỏ gắt quá. Hay chị Banda quánh không trúng á. Thì người ta tử thân là nó la chị Banda. Banda bà múa không mà con chó nó la làng luôn. Lại hiểu bà múa gắt cỡ nào rồi đó. Em là anh chị cái sắp chết luôn đó. Tại vì chó sợ chị Banda buồn á, la lên chị Banda có động lực quấn tiếp. Nó sợ chị Banda nhục đúng không? Cảm chụp được của chị. Chị Banda. Trời ơi, mốt đi mai cũng để mấy cái đồ tàu lao thế nhà. Chị Banda cái con là tàu, đem theo gì vậy? Đem theo gì? Chạy em chị Banda. Em là người em thích đem theo nhiều đồ chị Banda. Vậy đó đó rồi giờ có đọc bạc thì không lậm. Em mới dẹp bớt đồ chị Banda. Bà Đa này bà ba ăn dữ cơ ta. Hết. Vậy. Tôi đi tôi về. Ừ, tôi tàn thùng rồi. Tôi cũng tàn thùng rồi nè. Tôi nói thêm bá tao bảy bả theo vậy. Bởi vậy giờ em muốn đổi hình khác quá. Tàn thùng. Chị Banda cho em qua bả chụp lại tấm hình khác chị Banda. Quay. Chỉnh tay 612 vô like rồi mới chụp nha, còn không thôi. Em chụp bằng cam góc của iPhone không chị Banda ơi? Bởi vì nhìn nó kinh dị lắm chị Banda. Nhìn chị hả đen như lọ nồi. Mấy bạn đừng có khóc cho chị Banda. Banda có gì đâu phải khóc. Chị Banda đẹp, chị Banda còn mừng. Đúng không? Đẹp chị móc. Chị yên tâm đi, chị có đẹp như độ nồi đưa qua cam em thì chị cũng phải trở nên xinh đẹp hơn chị Banda. Mà có khi nào được đưa qua bản không? Không chị Banda, không ai muốn đưa chị qua đây chị Banda. Hai cái thế giới quan hoàn toàn khác nhau hiểu không? Vâng. Bạn nào đo cho tôi. Bạn đi về up, cảm ơn bạn đi về up nha. Mặc dù là mấy bạn chưa thấy cái hình hiện lên đâu, tại mình nghe được trước tương lai các bạn. Này em tin nè, chờ xíu đi các bạn đi vừa up đâu lên nè. Sao nãy giờ tôi nói hoài. Đó. Chờ đợi chừng nào anh chơi Windows 10 để mà lay chung. Chờ đi em ơi. Đói quá à. Mấy mẹ. Ê qua ngày mới kìa, về nhà lẹ đi cho bò ăn kìa, không bò chết hết vậy. Ok, vậy thôi về. Đi về. Bốc khói rồi. Chị khỏe không ạ? Chị rất là khỏe luôn, cảm ơn mấy em. Chị không chờ em đập chị khỏe. Ok, bỏ đồ vào room đi mọi người ơi. Mọi người tham gia nhận free kìa mọi người ơi. Đã tham gia rồi. Đã tham gia chưa Tuấn Ngọc? Dạ rồi. Tính ra là em có rồi luôn Tuấn Ngọc, em có một đống ạc luôn Tuấn Ngọc. Năm nay em mà trúng nữa là em biết may mắn cỡ nào. Đưa hình qua mình, lần này em chia hình cho nha. Em mới nghe là sao mấy cái đồng vàng với đồng đồ mình sẵn mình không chia luôn mà phải bán công. Đưa đây. Thôi chia mấy cái đồng này ra luôn đi. Rồi xong nè. Rồi chia rồi đó. Chia thật với cái đồng này ra. Không lấy hết đồng con gì vô hút. Nè tôi chia nè. Đồng vàng rồi đấy coi. Tôi chia mà. Rồi lấy đi. Kìa. Rồi xong. Chị để cho anh lấy hết cái. Rồi chia kìa. Em lấy hai sắc bạc rồi. Chị Banda chia mấy sắc đồng đi. Rồi xong. Sắc đồng để chia. Wow. Vậy? Sắc đồng để chia cho. Chia đi kìa. Ủa? Rồi chị lấy 11 đồng vàng chị Banda. Đó, hai không đó, lấy không nào lấy đi. Rồi chị Banda lấy chưa? Rồi đồng bạc nào? Rồi đồng bạc em lấy rồi, của chị lấy chưa? Rồi, chị chưa lấy đồng bạc. Nè đồng bạc nè, cho chị đồng bạc nè, rồi xong. Đồng bạc cho đi hết, đồng bạc tôi chưa có lấy mà. Ủa vậy tôi tưởng đâu lấy rồi nè. Chưa, mới để vô hả? Rồi xong. Từ từ này còn. Rồi nha, chia đều luôn nha. Được chưa? Đều rồi, xong với chị Banda, rồi. Cho Nga lấy 13 vậy. Và chị lấy với ai? Chị bị ngáo hả? Thật có gì không? Kìa. Cảm ơn bà đi vô nha. How to chain mod bắt ngán lệch tu Vietnami. Gì vậy? Ý là cách nào diệt sub mod bắt hả? Thì em, ủa cái này bên BE thì anh không biết nha em. Còn có một số cái làm được, có số cái không. Cái này hên xui 50-50 em ơi. Lẹ đi mèo ơi. Lẹ lên mèo ơi. Ăn nha. À tôi có mấy miếng thịt nè. Rồi.
Rồi tôi lấy cái này. Rồi xong. Chị ai cần khôn lấy nhanh. Con lấy nhanh cho chị lấy chị Bình Đa. Rồi quán này hút anh ác quá. Anh cái gì đồ ác em. Vậy. Này bỏ cái trái đập bàn vô đây chi vậy tàn. Cái này đập bàn. Trái đập bàn là cái gì chị Bình Đa? Ai biết. Trái đập bàn là cái đập bàn luôn. Cũng rảnh thiệt. Mai bán thì hút, mai bán ở đây. Làm okay. Ra cái đá xanh như cái đó cũng có chỗ để. Ê đồng bạc, ê đồng bạc tôi còn dư nè. Nè rồi mấy cái đầu dư chị để mình đương kế đó nha. Nè đồng bạc, đồng bạc tôi còn dư nè. Ở đồng bạc hả? Đi đi. Cho chị á, chị Bình Đa lấy đi. Cảm ơn mình đi góp nha. Từ từ anh chưa kịp đọc comment của em cái gì mà BC. Sợ quá. Chị Ngọc ơi. Tôi có đồng đồng nè. Ôi đồng đồng này nãy mèo chia rồi. Để mai em vô nè. Không. Đúng là cái lò này á, nó nướng nhanh ghê. Hả? Chị nhớ hồi đó là cưng không có được con hình, chị nhớ. Trời đất ơi, chị đâu, cái khui là gì vậy? Tự nhiên bà vô đây bà này bà chia rẻ vậy Tuấn Ngọc. Hồi tối anh gửi cho em một đống hình của bà luôn nè, anh bù là cho em rồi Tuấn Ngọc. Anh nó vậy cho bà khỏi nói nè. Đắp hay chưa, đấu thương chưa. Hồi xưa mình đón bên kia đâu có. Đúng rồi, hồi xưa là chưa có cái trò mà cho coi hình chị Bánh Đa đúng không? Đúng rồi, không? Xưa chưa có hình gì mà. Hồi xưa là cưng là người đâu mắt người ta là người thường phàm. PC do mod. Ôi, ấy em là cái này hả? Trời ơi cái này anh nói thiệt anh không muốn dùng cái bản dịch luôn em ơi, bản dịch của anh nó củ chuối lắm. Mấy con gà này. Nó củ chuối lắm em ơi. Đi. Em xài bản bình thường đi. Mai chắc vô sửa nhà chúng ta quá chúng ta nhà. Ừ. Chị đang muốn sửa nhà không? Rồi xong rồi con này nè. Hả? Nezuko, hay. Hay, đây là Nezuko. Chúng ta đi nha mọi người. Cả là Nezuko hay là ban ngày là nó bệnh rồi đúng không? Ngày gì đây hát bạch vô thường chứ gì vậy? Nhà chị Bánh Đa nè. Hay bi nó xây cho bả chứ cả bả không biết xây nhà nữa. Em đã nhục cũng tôi không? Để mà anh sửa lên nhà chị Bánh Đa nhìn lên nhà. Trời ơi gai lên nhà mèo dữ hả? Anh qua nhà chị Bánh Đa thử coi. Khoan ra! Vâng vâng vâng! Hoa! Đi ra đó làm chuyện! Đi ra! Trời ơi! Cái gì? Ngày mai anh cho có Tiêu Ngọc vô chơi em ơi. Ê, hết. Vậy chị Bánh Đa. Hồi nãy cứ có thấy chị đang làm gì không? Em thề là em không thấy chị làm gì, em thấy chị đứng trước cửa nhà thôi. Đây đây. Đây, em thấy chị đứng trước cửa nhà thôi. Đừng có thấy chị thì... làm cái gì lạ lùng không? Không. Thấy chị ra làm gì lạ lùng không? Em ở đây ở ngoài ruộng nè. Đứng thấy đúng không? Đứng thấy không? Mình không thấy gì không? Đá nhà nè. Nè. Hỏi một lần nữa. Gì? Hồi nãy cưng có thấy chị làm cái gì lạ lùng trong nhà không? Đây. Không. Không. Bạn nào mà nói tầm bậy tầm bạ là một hồi là anh buồn luôn á. Anh không chị có thấy rồi đúng không? Mệt quá à. Giờ chị muốn thấy em, chị muốn nghĩ em thấy cái gì thì em thấy cái đó em, chứ em không biết chị đang nói gì cái vấn đề gì hết á. Rồi chị hiểu con người cưng rồi. Đây 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 đây. Thiệt luôn á. Chưa có làm gì luôn á mọi người. Ê làm gì? Mà chị làm gì hỏi thiệt á. Em để em vô nhà chị em coi thử chị làm gì. Ra. Ừ em đi ra đây. Chị qua, chị qua. Anh đi lấy chiếc xe của anh cái đã. Mẹ ơi. Chị Bánh Đa. Qua mở rương cho chạy đi. Quay. Quay sao mau. Bà nhét cái chìa khóa đó. Chắc bà nhét đồ bà vô khóa là kêu mèo giữ cho an toàn chứ để bà giữ hồi mất đồ á. Cái bà là tôi nghi á, bà muốn tôi giữ cái gì bà đấu thừa tôi nè. Ừ. Mất bao nhiêu cho mẹ? Mất phải không? Đó. Anh lương quá. Có gì đâu lương em. Thôi mà cái này em vô chơi chơi em. Này, đây là thế giới của bạn bè và gia đình em ơi. Em vô chi? 30 giây nữa. 30 giây nữa. Ủa 30 giây nữa rớt quà kìa. 30 giây nữa có quà mọi người. Mọi người, vô nhận quà đi. Mọi người đâu cần cắt nhiều đâu. 25 giây nữa là rớt quà kìa. Chúng ta cùng nhau chơi thì chơi Minecraft BE, Minecraft Windows 10 bậy bạ em với lại chơi mấy game khác thôi. 10 giây nữa. Mọi người qua đây like coi coi bạn nào trúng thưởng đặc biệt cuối cùng của năm nay nè. Năm nay thì sẽ để có gì anh đăng mấy cái mod riêng này của anh lên cho mọi người thấy chứ để anh về mình nói hết thì rồi luôn bằng tùng. Tùng đổ. Tùng đổ. Lên TT. Rồi, cảm ơn bạn Tùng Đỗ đã trúng thưởng nha. Để cái máy mod này mốt anh liệt kê ra luôn cho mấy bạn. Chứ trong đây có một số mod anh không nhớ tên nữa các bạn ơi.
Và đơn giản lắm, nó chỉ có mỗi một cái mốt nông trại thôi nè. Rồi thế giới thì anh tự xây. Và thầy Nhung sẽ live stream nè. Ờ vậy chiếc xe của tôi đâu, tôi chưa lấy chiếc xe về. Thì có tiền lì xì chứ chị. Hỏi câu nghe đúng buồn luôn. Cảm ơn bạn Thảo Nguyên sẽ live stream nha. Nguyên Tết lì xì được có chịu à. Hên là có mấy bạn fan lì xì quá trời nhiều luôn. Nguyên cái tiêu đề tôi chỉ nguyên cái live stream. Nãy giờ tôi chỉ muốn live stream thông báo và mọi người hỏi. Em không biết nhận quà ở đâu hết. Rồi luôn. Ê nó nghe là mèo ơi. Bây giờ mấy bạn xe live stream gì đam mê chứ không phải là xe live stream chỉ thấy toàn là hình của chị không. Chị hận con. Cắn con. Mèo lấy xe về mèo ơi. Em thấy đó còn bình thường mà từ từ hồi nữa kìa chị thấy mấy bạn lấy hình chị làm avatar kìa. Ủa đây. Gì? Ông có vừa lên không? Không, tôi không có vừa lên mèo. Tôi có vừa lên. Mà có hai vừa lên luôn hả? Cách nào mà có vừa len vậy, tôi còn hai len nhỏ không à. Tôi được hai con vừa len. Xịn vậy. La. Chị cô tè quá, cảm ơn em nha. Em không biết. Chị cũng vậy á. Chị cạn lời rồi em ơi. Thôi chị đừng có xạo gì bên đây. Chị không còn điều gì để lấy tiếp nữa. Chị quá là đau lòng. Chị quá cạn lời. Chị đừng có xạo nữa chị Bình Đa. Chào em. Cái gì vậy? Trái tim của chị Panda làm em buồn quá. Trái tim chị Panda làm em buồn quá. Trái tim chị Panda làm em buồn quá. Làm gì em fan em buồn chị Panda? Không biết. Người ta đã thấy được gương mặt của chị. Stream nè. Canh tí sẽ lên stream nè. Bạn nào muốn coi hình trên giấy chứng minh của chị Panda không? Ôi, độc quyền luôn á, độc quyền. Hình này là phải độc quyền, hình này là stream. Hình này là giấy chứng minh chị Panda chụp năm 18 tuổi. Vậy? Tôi có hình chị Panda năm 18 tuổi trăng tròn. Phải không? Phải. Tôi có hình bà hồi bà còn nhỏ luôn á. Tôi có hình chị Panda còn nhỏ luôn á. Vậy mà bà không có hình tôi còn nhỏ liều liều. Giờ bà muốn kiếm hình ông hồi nhỏ là chắc khó á. Bà làm gì có là khó. Mày có không? Trời đâu, chị chứng minh ơi, làm gì có không? Làm gì có, không giờ có. Có hồi cho chơi thì có, chứ nhỏ quá không có. Ai đâu nó vậy? Chỉ cần liên hệ với một người thôi. Nhấn nút một phát một là có hình liền. Chị đã hàng. Trường nào kết thúc chim để em đôn gì vậy? Từ từ để bạn này đôn lên cái tôi đọc tiếp. Ủa, cù nhà mèo có lông rồi hả? Tại em đôn hết tiền hôm nay em. Cái gì em gắt như vậy? Thôi giờ anh kết thúc chim nè em ơi. Trời ơi, Ngọc Địch ơi, thương quá Ngọc Địch ơi. Ngọc Địch kết thúc. Chị Panda. Giờ mình cửa tiền cái chị Panda. Cửa tiền. Có ai nhiều tiền hơn? Bán đồ chưa? Bán hết. Mèo. Mèo, tôi bán cho mèo cái nhà này với tổng số tiền mà có luôn nè mèo. Nhà nào? Cái nhà của tôi luôn nè. Bán đất nè, bán ruộng cho mèo luôn nè. Bán nhà của ông hả? Bán ruộng của tôi cho mèo luôn nè. Tại sao tôi phải mua cái nhà của ông? Biết chi không? Để tôi phải cửa tiền thắng được bà Panda. Vậy thôi tôi bán thân luôn đi. Mèo, tôi bán thân cho mèo luôn nè mèo. Bà coi cái thân tàn của tôi nó có hơn được số tiền chị Panda đang có không mèo? Phải không? Bà Panda bà nói cái thân của tôi là chưa kết đủ tiền. Bạn Lý Ngọc Phương đã lấy hình của chị làm hả? Bà. Ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà mọi người, tất cả mọi người ai cũng lấy hình của chị làm avatar. Thấy hay không chị Panda? Xin phép chị Panda lấy ảnh luôn mình đại diện á. Rồi xong. Giờ em mới biết nhiều người fan chị tới vậy. Thấy không? Chị thấy nhiều người mến mộ chị không? Thôi nói chị đổi avatar kênh luôn đi chị Panda. Em nói chị nè, chị thấy đâu phải ai muốn người ta lấy hình làm avatar là được không? Chị thử chị đi ra đường, chị kêu người ta lấy hình mình làm avatar coi người ta chịu không? Chị phải làm sao á, người ta mới lấy hình avatar chịu không? Chị phải sống sao người ta mới hình chị làm avatar. La la la, open lip bubble. Phải là... Tội nghiệp quá. Đâu phải muốn là được đâu chị thấy không? Đúng rồi. Giờ em đâu có muốn lấy hình để đăng hình làm gì đâu. Chưa. Thì em mến chị quá mới đăng hình chị lên thôi. Đúng rồi, mọi người thương chị quá. Đó, mai em đơn tiếp, mai 9 giờ nha. Mà gửi em 7 tấm đi. Chị em 7 tấm 7 tấm trong đêm sao anh chụp bả kẹp bả chạy không à. Được đâu. Không, ông làm cái tính năng mà chụp một lần 15 tấm liên tục á. Được, bà Panda đã bắt đầu. Mẹ biết khó bắt bà được tạo kiểu được lắm. Vậy là bà biết rồi, bà phòng thủ rồi.
Ừ, em nói vậy là ba biết ba phòng thủ rồi, em này kỳ quá. Từ từ đi, chừng nào có đi anh gửi cho chứ mai không được đâu. Anh phải để lâu lâu kìa. Giờ anh dắt cái điện thoại là gần bả là bả chạy liền rồi, em này kỳ quá. Giờ cưng lấy hình chị ra cưng làm gì nè. Bác đứng bắt rồi chị Bada luôn. Chị Bada, em có cơm trứng em qua em biếu chị ăn rồi chị Bada. Trời. Thiệt, hứa biếu chị ăn luôn. Chị và anh Hút là người yêu của nhau à? Thì chị ăn không có nổi. Ờ Hút. Mấy bạn hỏi ông là gì của tôi kìa. Tụi mình chỉ là bạn thân thôi nha mấy em. À, mình đang chơi tình bạn. Ở dưới tình yêu. Tụi mình đang chơi tình bạn. Yêu. Ở dưới tình yêu. Đi về đây, đừng có qua đây cắp đồ của chị, trời ơi, chị lại cơ. Bà Manda bà khóc luôn kìa, bà sống trong cực khổ quá mà. Chị sống trong là phật phòng chứ không phải là cực khổ không ơi. Ê, nữa, bực gì vậy, nè, bước ra. Chị ra, cái địch, địch tấn công. Bà kêu tôi bằng địch luôn kìa mà, có quê dễ sợ không? Chị đang ở trong dùng địch, địch tấn công. Avatar đẹp lắm anh ơi. À, khỏi cảm ơn em ơi. Khỏi cảm ơn. Các bạn hãy nhớ là sử dụng avatar của chị Panda thì các bạn hãy nhớ về chị Panda là một người phụ nữ xinh đẹp nha. Có cái lưỡi le ra ngoài mà không có ra khỏi cái môi. Thấy cái này là lưỡi mà không hết cái môi gì bả chưa? Lì xì đi anh Hút nàng tỷ đó em. Mai đi mấy bạn ơi. Ở hôm nay mình chính tới đây được rồi nha mọi người. Nay chính tới đây thôi, nãy hứa với bạn đó là chính tới đây thôi. Rồi, mai mấy giờ like à? Mai chắc 7-8 giờ, 6-7 giờ gì mình like với mấy bạn ơi. Ok, mình cũng sẽ up live video. Ê, mai mình ra clip mới nha, hứa. Mai ra video mới. Mai chắc chắn luôn, mai là tôi quyết định phải ra video mới. Ủa, cho mọi người xem hả? Mai hết Tết rồi, chị Panda không phải đi chơi nữa. Em đặt làm avatar rồi. À, bạn nào mà có muốn avatar cặp của chị Panda thì mấy bạn hãy comment đặt trước nha, để mình tìm hai cái hình mà chị Panda kiểu chụp cặp với nhau các bạn. Cái le lưỡi, cái chu môi kiểu vậy đó. Để cho mấy bạn nào mà đang cặp với nhau thì gắn hình avatar cặp của chị Panda. Mình tạo nhiều cơ hội cho bạn là avatar lắm. Cái bắn tim, cái hướng tim đúng không? Cái bắn tim, cái hướng tim kiểu vậy đó. Không là cái le lưỡi, cái chu mỏ vậy đó. Lung tung đó, cho nên là Hút bán avatar của chị Panda nha. Ok, thì bye bye mọi người nha, hẹp lại mọi người. Nhớ nhấn like để được nhiều hình của chị Panda hơn. Ê, nói vậy thôi chứ mai để tôi ráng tôi làm sao có cái ảnh này nè, thấy không? Là hình động của chị Panda. Đó, cái TV nhà tôi là gắn hình động của chị Panda. Rồi, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong livestream vào ngày mai nha. Bye bye. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.